Như vậy là anh Hoàng Huy sẽ là người để bài trước. Trận đấu này sẽ đánh chạm 8, anh Huy được chấp một ván. Giải 3 không có tranh giải 3 nha bạn. Giải thưởng của vòng loại đầu tiên, vô địch sẽ được 30 triệu. Giải nhì được 10 triệu. Đồng hạng 3 giải được 5 triệu. Và top 8 cơ thủ được mỗi người 1 triệu. Mà anh em ở ngoài Hà Nội vào đây anh hỏi em được. Em chỉ biết nó là bạn đường cùng Phạm cổ vũ cho cả hai vận động viên nào. Quận Thủ Đức thôi, nhưng mà cả hai vận động viên ạ. Đều 866 Phạm Văn Đồng. Hiện nay đang sinh sống và đánh cho đội tuyển Sài Gòn. Anh ơi, Thái anh Duy thì gốc ở Bình Dương, hiện nay đang sinh sống ở Bình Dương. Thế thì anh hỏi đi, anh bây giờ em ở Hà Nội vào anh hỏi em đường thì em chết rồi. Đây. Một cú đề ba tốt của anh Hoàng Huy. Tất cả các bi đều còn nguyên lỗ. Liệu anh có thể thực hiện được cú chấm đầu tiên không? Nếu đây là một chấm thì sẽ là một lợi thế cho anh Hoàng Huy khi anh được chấp một ván. À, vừa dùng phát lại mất cái cam trước rồi. Nó bị hỏng rồi. Cơ hội dành cho anh Hoàng Huy. Rất tốt. Một cú mượn má 8 đẹp mắt. Bây giờ sẽ là một cú cắm cơ trô nhẹ về để điều ba lỗ góc xa màn hình. Tốt rồi, không có sai sót gì cả. Nhiều khả năng đây sẽ là một chấm dành cho anh Hoàng Huy. Xéo sẽ tham gia thẳng vào vòng chung kết nha bạn Bạch Hưng. Xéo có được ấy đâu. À, xin lỗi là Xéo sẽ không vào thẳng vòng chung kết mà vẫn phải đánh vòng loại. Tốt rồi. Các bạn cùng dự đoán ở trận chung kết này ai sẽ là người vô địch. Xin hãy cho biết ý kiến của các bạn. Thái Duy hay là Hoàng Huy? Sai sót không? Ôi. Một cú đánh hơi thiếu lực của anh Hoàng Huy. Có xảy ra lỗi rồi. Chào Huỳnh Văn Hến nhá. Mất hình rồi. Em chào anh Quân. Chào anh Quân Chui. Rất đáng tiếc cơ hội cho anh nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng anh để vụt mất cơ hội đó rồi. Trong lúc anh Hoàng Huy tính toán về đường bi A băng cú này thì thông tin của các bạn đây là vòng loại đầu tiên thuộc hệ thống giải của Bizakis diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019. Vòng loại thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 12. Nếu như bạn nào không vào top 16 của vòng loại 1 thì có thể tiếp tục tham gia vào vòng loại 2. Mỗi vòng loại sẽ chọn ra 16 người để đánh vào vòng chung kết diễn ra vào tháng 2 năm 2020 và tổng giải thưởng là 280 triệu.
đối với lại mỗi một vòng như vậy. Giải thưởng dành cho người vô địch là 30 triệu, giải nhì là 10 triệu và giải ba đồng hạng ba là 5 triệu. Cú a băng của anh Hoàng Huy không chính không xác. Không được. Đúng rồi. Cú đấy không phải là đánh kéo ăn chín đâu ạ. Cú đấy là đánh 7 đấy. Và điều sai lực. Tỷ số được cân bằng 1 đều. 1 đều. Một đều rồi, các bạn dự đoán tỷ số đi ạ. Chào Hoàng Đạt nha. Lên đây chơi em ơi. Xin được nhắc lại là Hoàng Thái Duy đang là đương kim vô địch 9 bi vòng 1 quốc gia. Một cú đề ba tốt của Thái Duy. Tuy nhiên thì có vẻ như là bi số 2 bị mất hình rồi. Ngay lập tức Thái Duy đã lấy cơ nhảy ra luôn. Anh không nhìn, anh lấy cơ nhảy ra luôn. Có vẻ như là tinh thần đang rất lên cao. Lên đây nhậu. Sau kết thúc trận đấu này thì ban tổ chức sẽ có một buổi tiệc nhẹ diễn ra ngay tại quán Bizakis. Các bạn nếu như có thời gian có thể ghé Bizakis để tham gia cùng ban tổ chức. Một pha nhảy không chính xác của Thái Duy. Lượt cơ tiếp theo của anh Hoàng Huy. Theo bình luận viên dự đoán trận đấu này thì chắc chắn sẽ có một vận động viên thắng và một vận động viên thua. Vận động viên thắng sẽ giành chức vô địch và vận động viên thua thì sẽ giành ngôi á quân. Và ngôi vô địch thì sẽ có 10 triệu, còn á quân thì vô địch có 30 triệu, còn á quân thì 10 triệu. Các bạn dự đoán như nào ạ? Ở ván đấu trước thì rất là đáng tiếc cho anh Hoàng Huy. Như tôi đã bình luận ở trận bán kết, khi để tuột mất một cơ hội để giành chiến thắng trong ván đấu đấy thì không phải là mình mất một ván đấu mà mình mất những hai ván đấu. Tại vì mình trao lại cơ hội cho đối thủ thắng ván đấu đấy. A băng rất tốt của Thái Duy, tuy nhiên hở sườn rồi. Anh em Bình Dương luôn ạ. Xin chào bạn Văn Hên, Huỳnh Văn Hên.
Tôi là Thọ Trần, bình luận trên kênh Hợp Cơ. Vừa rồi là một pha công không chính xác của anh Hoàng Huy. Có vẻ như là bầu không khí ở câu lạc bộ Vizakis đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh Hoàng Huy rồi. Hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục giữ được bình tĩnh để có thể tận dụng những cơ hội của mình. Pha đánh rất tốt và quyết đoán của Thái Duy. Tiếp theo sẽ là một pha ghép 3 vào 7. Xin chào Tuấn Anh Hồ. Xin chào anh Huỳnh Tấn Trung. Một pha ghép bì rất chuẩn xác của Thái Duy. Tiếp theo sẽ còn bi số 5 là tình huống. Tuy nhiên ở góc nhìn của bình luận viên thì có thể thấy rằng là có thể bi 5 ghép bi 9. 5-9 Sài Gòn đây rồi. Vào ở tình huống như thế này, vị trí như này thì chắc chắn rằng Thái Duy sẽ điều bi ghép 5-9. Không có một sai sót gì cả. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho Thái Duy. Hi Sean, why didn't you join this tournament? Lượt đề ba tiếp theo sẽ là của anh Hoàng Huy. Ở đây thì tôi quan sát có thể thấy rằng là Thái Duy đang đánh rất quyết tâm. Anh Huy là sinh năm con rùa nha. Anh Huy là tuổi con rùa, còn sinh năm bao nhiêu thì không biết. Một pha đề ba chính xác của anh Hoàng Huy. Theo tôi bình luận cả trận bán kết và trận chung kết này thì đây có lẽ là pha đề ba tốt nhất của anh Hoàng Huy trong hai trận đấu. Xin chào bạn Trần Bá Hiếu. Các bạn cùng chia sẻ về tường của mình và hội nhóm để nhiều người chứng kiến được trận đấu rất là hay này ạ. Vâng, ai cũng có cảm giác như vậy. Trận đấu của Huy Đen, rất tiếc cho Huy Đen khi đã không tận dụng được cơ hội của mình. Cả hai trận bán kết, nếu như bạn nào có dịp theo dõi thì đều rất là căng thẳng, đều đi đến ván cuối cùng. Trận bán kết 1 thì kết quả là đi đến 8 đều, còn trận bán kết 2 là 7 đều. Còn bây giờ thì anh Huy là người thắng trận bán kết 1 đang dọn bàn. Cơ hội rất lớn để anh san bằng tỷ số.
Sai rồi. Và anh quyết định táng băng nhưng mà sai rồi, sai lực rồi. Có vẻ như là anh với trong tình huống đó nên dẫn đến là đánh không chính xác. Anh sẽ làm gì đây? Vâng, cắt luôn. Thưa các bạn, một pha cắt rất chính xác. Vâng. Trong pha đánh vừa rồi, vâng, ngoài việc là anh đánh không chết bi 8 thì còn chết bi trắng. Tôi đứng ngay phía sau anh Hoàng Huy thì có vẻ như là anh đánh sai động tác trong bi vừa rồi. Anh bị nhón cơ. Có vẻ như là tâm lý anh Huy đang không được tốt. Thái Duy điều bi lỗ giữa luôn, rất đơn giản, không cầu kỳ. Thái Duy vừa nâng tỷ số lên 3-1. Có chút gì đó rung rinh trong anh Huy rồi. Fan hâm mộ của anh Huy đâu ạ? Cùng cổ vũ cho anh Huy nào. Dẫn 3-1 rồi. Anh Huy bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối và thất vọng. Lượt đề ba tiếp theo là sẽ của Thái Duy. Nếu như bạn xem các trận đấu bán kết 2 diễn ra giữa Thái Duy và Viết Tâm thì có thể thấy là Thái Duy đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời. Trận đấu tuy đến ván cuối cùng là 7-7, sau đó Thái Duy đề ba và đi chấm luôn, kết thúc ván đấu. Trận đấu với tỷ số 8-7. Một pha đề ba không chết bi nào của Thái Duy. Lượt cơ dành cho anh Huy. Lại sai rồi. Một pha đánh không chính xác, thiếu sự quyết tâm của anh Huy. Ở chiều ngược lại thì Thái Duy đang đánh với một tâm thế rất quyết tâm, đầy nhiệt huyết. Bi tình huống sẽ là bi số 3 và bi số 4. Cả hai bi đang bị khóa. Vâng, vừa rồi là một pha xử lý rất thông minh của Thái Duy. Anh quyết định mượn má bi số 5 để phá bi số 3. Tuy nhiên thiếu một chút may mắn. Bi số 3 là vị trí không thuận lợi. Và đây sẽ là một tình huống chạy bi. Thái Duy sẽ tính đường đánh 3 nằm ở băng ngắn
bên trái màn hình các bạn, và bi trắng sẽ có thể nằm sau số 5. À, đúng như vậy. Một chút may mắn khi mà bi trắng đã không rớt xuống lỗ. Xin chào bạn Cao Hoàng An. Đó là một thông tin hữu ích của bạn Cao Hoàng An. Tuy nhiên, một khi đã vào giải đấu thì cũng không thể nói là không đặt nặng thành tích được. Trận đấu này ngoài việc là sẽ có cúp vô địch kèm theo là sẽ giải thưởng là 30 triệu đồng. Anh Hoàng Huy hiện nay là giảng viên đại học và anh cũng là một nhà sưu tầm cơ, bán cơ. Cây cơ anh đánh đang là cây cơ Southwest có trị giá khoảng 5 đến 7 ngàn đô la. Một pha phá bi rất tốt của Thái Duy. Các bi trên bàn đã được phá rồi. Nếu như mà thiếu may mắn thì bi này sẽ bị thẳng. Không biết là góc nhìn này có thẳng hay không. Vâng, không thẳng, ăn gian má. Xin chào bạn Thiên Đường Club. Cũng rất là khó nói thưa các bạn. Vì khi mà vào trận đấu không phải là mình muốn có nhiệt huyết là được. Đó là do vấn đề do tâm lý chứ không phải cái gì mình muốn cũng được. Đôi khi không biết hiểu một vì lý do gì đấy mà bị mất nhiệt huyết và mình không có cách nào mình kéo lại được. Anh Huy thì tôi không biết tuổi chính xác nhưng mà chắc khoảng tầm trên 40. Thái Duy đang trên đường nâng tỷ số lên 4-1. Tốt rồi. Vâng, tỷ số là 4-1. 4-1. Lượt đề bài tiếp theo là của anh Hoàng Huy. Chúng ta cùng cổ vũ cho anh Hoàng Huy cùng để lật ngược tình thế ạ. Các fan hâm mộ của anh Hoàng Huy đâu ạ? Nếu như ai đã từng tiếp xúc với lại anh Hoàng Huy thì anh ấy là một người rất là vui tính. Ván đấu này trị giá 20 triệu đồng nha các bạn. Giải nhất sẽ được 30 triệu và giải nhì được 10 triệu. Điều khó khăn nhất đối với là anh Huy bây giờ chính là vấn đề tâm lý thi đấu.
anh hoàn toàn có cơ hội và có đủ kỹ năng, kỹ thuật để có thể lật ngược được tình thế. Nhưng tâm lý của anh liệu có làm được điều đó hay không thì đó là một dấu hỏi. Vâng, đúng là như vậy. Anh có cơ hội lớn, anh đề ba rất tốt. Anh đề ba chết ba trái và các bi đều ở tình huống thuận lợi, nhưng không tận dụng được. Rất đáng tiếc. Kiên Pháp sẽ tham gia thẳng vào vòng chung kết nha bạn. Thái Duy đang tính toán cái gì đây? Cần luôn chăng? Cần luôn. Nhưng mà không chính xác rồi. Và rất mà thiếu may mắn, rất may mắn cho Thái Duy. Bi 1 thì vẫn thấy nhưng mà không thấy má ăn. Cố lên anh Huy. Chết trắng rồi. Thiếu may mắn. Một pha đá thiếu may mắn. Cơ hội rất lớn cho Thái Duy nâng tỷ số lên 5-1. Hợp vẫn đang ngồi đây. Nhưng mà có thể là tôi nói nhiều quá nên Hợp không chen vào được. Với lại đang đau cổ rồi. Tốt rồi. Má này rất đẹp để lấy được 4 lỗ giữa. Có thể anh Huy nghỉ lâu quá cũng là một vấn đề. Bị lạnh cơ. Vấn đề thứ hai chính là tâm lý thi đấu. Tôi nghĩ rằng kết thúc ván đấu này anh có thể nghỉ giải lao để vực lại tinh thần. Theo tôi thì khi bước vào trận đấu này, anh Huy cũng đã đánh rất tốt, các bạn có thể xem ván đấu đầu tiên. Và cái trái bi có thể ảnh hưởng đến tâm lý của anh Huy, đó chính là trái bi, anh điều bi số 7 bị núp sau trái số 9 ở ngay ván đấu đầu tiên. Lúc đó anh đang đề ba dọn bàn. Trong bi ra thì tất cả tình huống, dù những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý. Do đó đòi hỏi vận động viên bi ra chơi với một tâm lý rất là vững vàng. Và Thái Duy vừa nâng tỷ số lên 5-1. 5-1. Xin chào bạn Đan Dương. Bạn kiểm tra lại mạng bên bạn. Tôi đang xem ở đây thì thấy rất nét.
một sự thất vọng của anh Hoàng Huy. Thái Duy sẽ là người thực hiện đề ba tiếp theo. Xét về thâm niên thi đấu thì anh Hoàng Huy có thâm niên nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn so với lại Thái Duy. Tuy nhiên Thái Duy có thể cọ sát ở những cái trận đấu lớn, giải đấu lớn, nên là tâm lý vững vàng hơn, tự tin hơn. Và anh cũng đã vừa vượt qua một cái trận bán kết với một vận động viên rất khó khăn, đó là Nguyễn Viết Tâm, cũng mang lại cái sự tự tin lớn cho Thái Duy. Bi đẹp rồi. Đây, có thể trô lại, kéo lại một xíu để lấy má điều 6. Xin chào bạn Linh Hoàng. Hoàng Vũng Tàu sẽ đánh thẳng vòng chung kết. Đây là vòng loại. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2020. Mỗi một vòng loại thì sẽ đều có giải cho nhà vô địch hạng nhì, hạng ba và top 8 cơ thủ. Vô địch vòng loại sẽ là 30 triệu, hạng nhì 10 triệu, đồng hạng ba 5 triệu và top 8 mỗi người 1 triệu. Vâng, vừa rồi là một pha làm khán giả rớt tim ra ngoài. Anh Thái Duy đánh hơi mỏng. Và với bàn bị ra diamond này thì cái lỗ rất là sâu, nó rất dễ đứng ở ngay lỗ. Bi thẳng rồi. Đây sẽ lại một pha thể hiện kỹ thuật. Cắm cơ trô về. Từng nhẹ băng ra. Đánh 9 lỗ góc xa. Đúng rồi. Sẽ chọn ra 16 cơ thủ vào vòng chung kết. Lượt vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra tháng 12. Cũng lấy ra 16 cơ thủ. Tổng cộng sẽ có 61. 32 cơ thủ vào vòng trong. Vào vòng chung kết đánh vào tháng 2 năm 2020. Trong khi tôi đang bình luận thì tỷ số trận đấu đã được nâng lên thành 6-1. Lượt đề bài tiếp theo của anh Hoàng Huy. Cơ hội ngày càng ít cho anh Hoàng Huy. Chính xác rồi bạn Linh Hoàng. Theo tôi thì vào thời điểm như thế này anh Hoàng Huy lên nghỉ giải lao. Đối với lại tâm lý vận động viên thì những thời điểm như này sẽ có hai dòng suy nghĩ. Một là buông xuôi và tiếp tục đánh. Hai là sẽ vực lại tinh thần bằng cách nghỉ giải lao hoặc là cách nào đó của riêng vận động viên. Xin chào bạn Thành Nam Trai. Anh Huy cũng không phải là một vận động viên thi đấu không tốt ạ. Do trận đấu này anh thi đấu không tốt chứ không phải là anh thi đấu không tốt. Anh cũng có kỹ thuật và kinh nghiệm rất là nhiều.
Đây là trận chung kết rồi nha bạn Phi Phi, nên là không hỏi những vận động viên khác nữa. Và đề ba ra B1 khá đẹp. Vấn đề là bây giờ B2. B2 rất khó điều. Tất cả các lỗ, hầu như các lỗ bị che rồi. À, anh Huy anh đang tính điều ra để cộng 29. Duy chấp 81 là do Duy là hạng A, còn anh Huy là hạng B. Cứ tranh nhau một hạng thì chấp một ván. Vâng, các bạn có thể thấy anh Huy cộng con 9 thật là vãi xoài. Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh Huy cộng 26. Con 9 quyết tâm như vậy. Hồi đấy ở bán kết khi mà đánh với lại Huy đen thì anh Huy cũng có một pha cộng 9 tương tự như vậy. Rất quyết đoán. Thất vọng của chú trượt bao mấy cái bi ngon lượt đề ba tiếp theo sẽ là của Thái Duy. Không vào Huy nào. Cơ hội dành cho anh Hoàng Huy. Anh Hoàng Huy có vẻ cộng 9 rất là hay. Theo tôi thì anh nên điều tất cả các bi ra cộng 9 hết. Có vẻ hơi sai má rồi. Không biết là còn đánh được lỗ giữa hay không. Vẫn còn. Đủ lực không? Đủ rồi. Đẹp mắt, rất đẹp. Đấy, các bạn có thể quan sát. Không thể đánh giá một người qua một vài tình huống được. Bây giờ anh ấy lại đánh rất tốt. Quan trọng là tâm lý thôi. Giải nhì sẽ được 10 triệu. Tôi không phải là anh Kiên nhé. Tôi là Thọ Trần, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bi số 4 thì vẫn còn đánh được. Nhưng mà điều 5 thế nào đây? Má ngược rồi. Sống qua mặt cái mũi nháy.
Đá chín rồi. Bây giờ có vẻ như là vẫn cắt được bi số 5. Thôi để quên đi mẹ, phải đổi vé. Đặt vé mai về mà. Gọi đổi vé. Mình nghĩ luôn thì cũng được, cái đeo vé rồi vé không. Ừ, đổi vé. Anh Huy sẽ làm gì đây? Cả khán phòng đang im lặng chờ anh Huy quyết định trong tình huống này. Một thái độ rất điềm tĩnh của Thái Duy. Rất hồi hộp thưa các bạn. Chạy bi rồi là cũng phải nghĩ chứ không phải là chạy, muốn chạy là chạy. Cắt luôn. Anh Huy quyết định cắt luôn và dư mỏng. Rồi. Để lại một thế bi rất là ngon cho anh Thái Duy rồi. Vẫn cắt được nha, trái số 5 các bạn có thể nhìn thấy là anh Huy cắt dư mỏng, tức là vẫn còn cắt được. Bi số 5 thì bây giờ đang thẳng lỗ rồi. Có thể Thái Duy đang tính toán để đánh đứng bi và đánh 6 lỗ góc. Lựa chọn thứ hai là trô về. Quyết định trô. Có phần may mắn khi bi trắng đá bi số 8. Để vào đến trận chung kết này cũng đó là một thành tích rất là cao rồi. Có tổng cộng hơn 80 vận động viên đăng ký tham gia giải đấu này. Và có rất nhiều vận động viên kỳ cựu đã bị loại. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm đánh giải này như nào, các bạn có thể tham gia vào vòng loại thứ hai diễn ra vào tháng 12 năm 2019. Vừa rồi là một tình huống điều bi không chính xác của Thái Duy. Ở đây thì Thái Duy có thể chọn KZ hoặc là chạy bi hai đầu, mỗi bi một đầu. Đang tính toán KZ rồi. Công luôn được các bạn, KZ luôn và cực kỳ chính xác. Nhiều khả năng ván đấu này sẽ được nâng lên thành 7-2. Vâng.
Và rất chính xác và quyết đoán, đầy tự tin. Tỷ số được nâng lên 72. Thành 7-2. Và đây sẽ là ván đấu quyết định. Lượt đề ba tiếp theo sẽ là anh của anh Huy Hoàng Rùa có bật tôm được không? Cả nhà đi thắp hương anh Huy Rùa bật tôm ấy. Về bật tôm thì hoàn toàn có thể xảy ra được. Quan trọng bây giờ là bật vào đâu. Anh ấy có thể bật lên 7 đều hoặc là bật vào nồi. Trong pizza thì mọi chuyện có thể xảy ra, không chỉ ở Việt Nam mà thế giới. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tinh thần thi đấu, buông bỏ hoặc là quyết tâm. Bình thường đối với một đối thủ mạnh thì chúng ta đã phải quyết tâm rồi. Tuy nhiên bị dẫn thì chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn thế nữa. Hãy cống hiến đi anh Huy. Đôi khi thi đấu ở tình huống như thế này, tức là mình đang bị dẫn trước khá là xa, và đôi khi lại tâm lý lại thoải mái, tức là không còn gì để mất. Vừa rồi thì anh Huy có một cái lỗi sơ đẳng là tạch cơ, rất thiếu may mắn. Nhưng mà cũng may mắn khi mà Bi ba ra mất hình, Thái Duy đang tính toán đường A băng. Xin chào anh Đền Nguyễn, em là Thọ Trần nhé. Ở góc nhìn này thì bình luận viên không thể nhìn thấy được là bi số 4 còn lỗ giữa hay không. Nếu như không thấy lỗ giữa thì phải đánh lỗ góc rồi. Lỗi. Tình huống vừa rồi bình luận viên không quan sát thấy, nhưng mà Thái Duy đã lỗi rồi. Có thể là đã đụng cơ, đã đụng vào trái bi nào đó. Cơ hội dành cho anh Huy nào. Đến giờ này rồi thì phải tâm lý thoải mái, không còn gì để mất. Đánh thoải mái đi anh ơi. Đánh nhanh rồi còn về đón con. Đấy. Như tôi nói thì tâm lý bây giờ sẽ là thoải mái hơn so với hồi nãy. Hơi non lực rồi. Rút ngắn tỷ số nào. Vâng, tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-7. Bắt đầu đi bật tôm đây.
Lượt đề 3 tiếp theo sẽ là của Thái Duy và cơ hội lớn dành cho Thái Duy khi mà anh cầm ván đấu trong tay. Có lợi thế rất lớn khi đề 3. Có thể không dọn được bàn nhưng mà quyền tự quyết vẫn là trong tay mình. Ngay sau trận chung kết này thì tại câu lạc bộ Pizza Kids, ban tổ chức có tổ chức một buổi party nhẹ. Xin mời tất cả các anh em có thể ghé câu lạc bộ Pizza Kids để tham gia cùng. Câu lạc bộ Pizza Kids có địa chỉ 866 đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là anh Huy ảnh nhường chẳng bị an toàn cho anh Thái Duy. Vừa rồi là một pha đề ba thiếu bếp và anh Huy quyết định nhường cho Thái Duy. Theo luật hiện hành thì khi đề ba một vận động viên đề ba thiếu bếp, vận động viên tiếp theo vận động viên đề ba sẽ mất lượt nhường lượt lại cho vận động viên bên kia, và vận động viên kia có quyền chọn là đánh hay là nhường. Thì anh Huy vừa rồi quyết định nhường lại cho Thái Duy. Thái Duy quyết định đánh an toàn. Bây giờ đến lượt anh Hoàng Huy. Xin lỗi, vừa rồi là có thể vợ bình luận viên bị nhầm là thiếu bếp, nhưng mà thực ra là đủ bếp. Là một cú nhường luôn cho anh Thái Duy đấy. Vì má rất mỏng. Tôi dự đoán là anh Hoàng Huy bây giờ sẽ nhiều người. Anh Huy anh lại đo cân đôn chín rồi, anh sẽ lip chín nha. Chính xác rồi, anh quyết định lip 9 luôn. Cắm cơ rồi. Nhưng không liên quan gì đến con 9 cả. Vâng, đây chính là anh Huy Rùa. Anh có biệt danh Huy Rùa. Sau đó thì anh có một pha may mắn ra làm mất hình con 1. Duy A Băng và có một pha may mắn chết con 5 lỗ giữa. Rất may mắn. Anh Huy đã may mắn rồi, Thái Duy còn may mắn hơn. Thái Duy ở trận bán kết 2 thì cũng có một tình huống may mắn khi đề ba chết bi 9. Ngay sau đó thì một pha thể hiện đẳng cấp. Bi 1 ở vị trí rất là xa, vi trắng côn băng. Và anh đã đánh chết luôn. Vì đó thể hiện một cái động tác rất là chuẩn. Tâm lý đang rất thoải mái. Thái Duy đánh tự tin. Có tình huống không? Có tình huống rồi, thưa các bạn. Bi trắng đã đá bi số 6 và ra một thế bi rất là khó rồi. Bi này không công được.
chạy bi rồi. Mất hình không? Không mất hình. Nhưng rất khó. Theo tôi thì trái này anh Huy anh cũng sẽ công luôn. Cố lên anh Huy, còn nước còn tát. Và nên tỉnh táo trong tình huống này. Được ván nào hay ván đấy. Ván này nên chạy bi. Bây giờ chạy bi như nào thôi. Tốt nhất là chạy bi hai đầu. Vâng, như tôi dự đoán thì đúng là anh Huy anh ấy sẽ công luôn. B6 vẫn đánh được nhưng mà B7 sẽ cần phải kiểm soát lực trái trắng. Khi mà kiểm soát lực kim lực thì sẽ cú đánh sẽ cần phải một độ chính xác rất cao. Một trái bi không hề đơn giản. Ở góc nhìn này thì tôi có thể thấy vẫn thấy được má 6 nhưng mà không biết là còn lỗ hay không. Còn thấy điểm chết hay không. Nếu như còn thì sẽ dễ dàng cho anh Huy. Nếu không còn thì sẽ rất là xui xẻo. Vẫn còn nhưng mất hình. Vẫn còn nhưng điều vì mất hình. Đánh hơi dư lực. Nhảy không? Trái này nhảy với anh Huy thì hở vẻ hơi với. Anh đi lấy cơ nhảy chăng? Vâng, lấy cơ nhảy rồi. Anh Huy quyết định nhảy rồi. Vâng, anh Huy quyết định kết thúc ván đấu bắt tay luôn. Kết quả vòng loại thứ nhất tháng 10 năm 2019, anh Hoàng Thái Duy đã giành chức vô địch với tỷ số 8-3. Ngay sau đây chúng tôi sẽ có một